Dạ. Bự nữa. Dạ. Mấy trái này nhỏ nhỏ nhưng mà nó ngọt lắm gì. Rất là ngọt luôn. Chín rồi đó ha. Dạ. Gần gần rồi đó. Gần chín rồi. Cỡ tuần nữa, từ hai tuần là ăn được con rồi. Dạ. Dạ dạ, không sao. Mấy cái màu con bắt đầu cao quá trời luôn, màu con
dầu ương. Wow, cái bầu nó leo qua đây luôn. Nam mô Phật A Di Đà. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát. Nam mô Đại Thế Chí Bồ Tát.